Ăn một miếng đi anh. Anh sao vậy? Hay là khẩu vị nó không hợp miệng anh? Do là anh còn thấy mệt quá, anh nuốt không có vô. Cứ để trên bàn nó đi, chút chiều anh khỏe khỏe rồi anh ăn. Không có được, cháo em nấu bây giờ mà anh để tới chiều thì ăn sao còn ngon nữa. Bây giờ có thấy khó chịu chỗ nào không? Thì anh đang bị bệnh suy thận mà, làm sao mà anh khỏe như bình thường được. Biết nói là mình bị như vậy thì phải ráng ăn vô mới có sức chứ. Chứ anh cứ vậy rồi lấy đâu ra sức khỏe để điều trị. Ăn một miếng thôi, em nuốt một miếng nhỏ thôi ha. Một miếng thôi. Thôi cứ để đó cho anh đi. Cái miệng anh bây giờ nó đắng ngắt nè, anh nuốt không vô đâu. Thôi để anh đi nghỉ. Vậy thôi nằm xuống nghỉ ngơi chút xíu đi cho đỡ mỏi lưng. Anh nằm nghỉ chút xíu ha. Em chạy ra siêu thị mua ít đồ rồi có gì à, xíu nữa em về em nấu cái khác cho anh ha. Tôi biết là em cũng khổ tâm lắm khi làm chuyện đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn không thể nào chấp nhận được cái chuyện vợ mình có con với người khác, dù là với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa. Tôi đi để cho em yên ổn xây dựng một cuộc sống mới. Giờ má nói con nghe nha, vợ bay nó làm cái chuyện như vậy á là nó sai, nhưng đứng ở tư cách của một người đàn bà phụ nữ, má rất nể vợ con. Không phải ai cũng có thể làm được cái chuyện như nó đâu con. Nó phải thương con tới cỡ nào nó mới ra cái hạ sách như vậy con hiểu. Đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra đưa cho người khác, có người mẹ nào chịu được cái cảnh đó hả con? Con phải an ủi nó kìa, con phải thương yêu nó nhiều hơn kìa. Đằng này bây giờ nó nhận được cái gì? Hắt hủi ghẻ lạnh từ con, thậm chí bỏ đi con làm vậy với vợ con mà con coi đặng hả con? Nhưng mà bây giờ con như vậy không biết là sống chết như thế nào. Lỡ xui rủi rồi tới cái ngày mà con thì cô khổ nữa. Bởi vậy cho nên là con mới buông cô ra, cho cô tự do, cô thoải mái, cô sống với cuộc sống của cô đi. Cô về với con gái của mình. Rồi biết đâu được là ba của đứa nhỏ cũng thương yêu, cũng lo lắng, cũng chăm sóc, cũng cho cô một cuộc sống tốt hơn là sống với con bây giờ. Nói cái gì vậy? Rồi mày nghĩ mày làm vậy vợ mày vui hả? Nó đâu phải là cái thứ tham phú phụ phần. Mày đang nghĩ cái gì trong đầu với cái thằng này? Tôi nói tôi bà là bây giờ phải tôi mặc kệ con đi. Má đừng có nói chuyện này cho vợ con biết. Má giúp con như vậy là con mừng rồi má. Má kêu vợ mày tới đây đó, mày coi làm sao cho coi được thì mày làm.